Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong 3 ngày 12, 13 và ngày 14 tháng 7 năm 2022. Theo đó, ngày thứ nhất là khai mạc kỳ họp và trình bày các báo cáo tờ trình thẩm tra, thảo luận tại các tổ. Ngày thứ hai là thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn. Ngày thứ ba là tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu và giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Hiện có 30 nội dung đăng ký thảo luận, 58 nội dung đề nghị chất vấn. Tại cuộc họp, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chủ yếu là ý kiến về vấn đề đô thị, nhà sinh hoạt cộng đồng, dự án treo. Bên cạnh đó, các tổ đại biểu cho biết các nội dung thảo luận khá đầy đủ, đồng thời đề nghị xem xét chọn các đơn vị chất vấn, nội dung chất vấn, sát vấn thực tiễn, tăng cường sự chất vấn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và đưa ra các ý kiến về chuyên đề giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2023. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các tổ đại biểu rà soát các công việc liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp, đề nghị các tổ trưởng tổ đại biểu quán triệt sinh hoạt tổ đại biểu, chỉ đạo phân công các tổ viên đi trực tiếp đến người dân với các cuộc tiếp xúc. Về thảo luận chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết thống nhất 6 sở tham gia chất vấn, đồng thời đề nghị các tổ đại biểu tăng thêm câu hỏi cho 6 sở được chất vấn. Về các tổ thảo luận tại kỳ họp, thống nhất 5 tổ thảo luận. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tổ đại biểu nghiên cứu thêm 2 văn bản tờ trình dự thảo nghị quyết 68 và tờ trình giám sát của các tổ đại biểu và Hội đồng Nhân dân.